Xin chào quý chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Hôm nay Dương Minh Long Tu có địa chỉ tại 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Kia K3 phiên bản 1.6 Luxury. Chiếc xe này thì là sản xuất và đăng ký năm 2022. Chiếc xe này thì là một chủ từ đầu ấy chị nhá. Chủ xe thì cũng rất là chịu chơi, cũng đã độ một số đồ cho xe rồi anh chị ạ. Sau đây tôi quay qua tổng thể của chiếc xe cho anh chị cùng xem. Nguyên bản của chiếc xe này thì là chúng ta được trang bị đèn bi xenon anh chị nhá. Chủ xe này cũng đã độ lên đèn bi led rồi chị ạ. Đó, đây chủ xe thì cũng đã độ lên đèn bi led rồi, ngoài ra thì cũng đã độ thêm cả mí led anh chị ạ. Đó, khi chúng ta xi nhan này anh chị này, khi chúng ta xi nhan này, đó xe chạy rất là đẹp anh chị nhá. Chiếc xe này thì mang ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da hai màu anh chị ạ. Chiếc xe này thì sơn zin rất là nhiều, sơn zin có lên đến 98% anh chị nhá, sơn rất là đẹp, chủ xe đi rất là giữ gìn với xe anh chị ạ. Đó đây ạ, cụm đèn, đây cụm đèn pha của xe như là xi nhan, đây đèn mí led này rất là đẹp, đã trang bị đèn bi led rồi. Chiếc xe này thì tất cả là lốp zin theo xe anh chị nhá, tất cả lốp zin theo xe, la răng cực đẹp luôn, gần như là không có vết xước nào cả anh chị. Đó, lốp zin thì rất là dày, ngoại thất màu trắng, đây phong cách thiết kế thì cực kỳ trẻ trung anh chị ạ. Chạy chiếc xe này rất là đầm chắc, động cơ 1.6 thì rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Đó, đây là phần đuôi xe chị này. Chủ xe cũng đã độ cả đèn cảnh báo cũng như đèn xi nhan ở phần đèn hậu đấy chị nhá. Và đây là phiên bản luxury, chúng ta được trang bị cảm biến sau anh chị ạ. Tiến lên phần cốp xe, nhiên rồi cốp xe của chiếc K3 này trong cái gọn C thì rất là rộng rãi anh chị ạ, để cực kỳ nhiều đồ. Đây, chủ xe cũng rất cẩn thận anh chị ạ, tất cả bạt phủ xe cũng đều mua hết rồi. Anh chị mua chiếc xe này về chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Đó, tất cả keo chỉ cốp đều nguyên bản 100% anh chị nhá. Đây đó, tất cả đều nguyên bản 100% hết, anh chị yên tâm. Đây là phần hông xe anh chị này. Đó, la răng lốp lát này cực đẹp luôn chị ạ. Cái xe nguyên bản 100% anh chị ạ. Cái xe vừa mới về bên em thì có dọn rửa qua cái lên sóng ngay, tắt ly cánh cửa anh chị này, keo chỉ đấy ạ, keo chỉ cánh cửa đây. Đó, nguyên bản hết anh chị ạ. Lấy ra hàng ghế thứ hai anh chị này. Đó, trên phiên bản này thì chúng ta được trang bị ghế da hai màu anh chị ạ, màu đen và phối với cả màu ghi anh chị ạ. Đây là cửa gió điều hòa anh chị này, ni lông chưa bóc hết đây. Đó, đây là phần trần nỉ của xe, xe thì có trang bị cả cửa nóc. Đó, trần nỉ sạch nguyên anh chị, xe đời rất cao, 2022 anh chị ạ. Đó, và đây là keo chỉ cánh cửa bên lái anh chị này. Đó, ghế da bên lái anh chị này. Trên phiên bản này chúng ta có trang bị ghế điện cho ghế bên lái anh chị nhé, ghế điện cho ghế bên lái. Đây là phần ghế da hàng ghế bên phụ này, đó cho ghế bên phụ này. Đó, còn rất đẹp nhá. Đây là phần cần số, đây em sẽ quay kỹ phần cần số đây. Anh chị có thể thấy đây, độ hao mòn của xe gần như là không có anh chị, rất là mới. Đó, điều hòa hai vùng độc lập anh chị ạ, màn hình nổi kết hợp với camera lùi anh chị nhá. Đó, điều hòa hai vùng độc lập này, xe có trang bị ga tự động có cruise control. Đây là phần cần số của xe, đó cần số của xe đây, mình sẽ quay kỹ những cái khóe vô lăng này, anh chị có thể thấy đây độ hao mòn của xe là rất rất ít. Đó, em quay một lần nữa là phần nội thất ở bên trong đây, một chiếc xe rất là phù hợp cho những người trẻ, ngoài thiết kế rất là trẻ trung chị, thời trang option nhiều anh chị. Đây, tiến đến phần động cơ thì đây chính là động cơ 1.6 của chiếc K3 anh chị nhá. Em sẽ quay kỹ tất cả ốc chân máy này, ốc gắt gần cò này, keo gắt gần cò này, đây ụ giảm xóc này, ốc tai xe này, tất cả đều nguyên bản, chưa một lần tháo mở ấy. Keo chỉ, ốc cúp, ốc cabo này, zin tuyệt đối 100%. Đó, máy móc thì sáng choang, đời cao, 2022, đường ống cao su đây, như xe mới anh chị. Và sau đây xin được tóm tắt lại chiếc xe này, chiếc xe Kia K3, chiếc xe phiên bản 1.6 Luxury. Chiếc xe này thì được sản xuất và đăng ký năm 2022, chiếc xe một chủ xuống từ đầu.
chiếc xe này đang được bên em chào bán với giá hơn 500 triệu. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ theo số lại trên màn hình. Ngoài ra có thể dùng số điện thoại đó để các bạn Zalo thì bên em có thể gửi phương này cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của anh chị về chiếc xe này. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của Zooming Auto.